Thời gian qua, thành phố Ninh Bình đã nhanh chóng quyết liệt triển khai các nhiệm vụ, giải pháp, bảo đảm hài hòa mục tiêu phòng chống dịch COVID-19 và duy trì ổn định, phát triển kinh tế, xã hội. Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, Ủy ban Nhân dân thành phố đã chủ động triển khai các giải pháp phù hợp theo các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và ngành y tế. Các cấp, các ngành, đoàn thể từ thành phố đến cơ sở đã vào cuộc tích cực, trong đó chú trọng đến việc phát huy vai trò của các tổ phòng chống COVID-19 cộng đồng. Hiện nay cái tổ COVID tại cộng đồng thì trong tháng 12 là đã có cái kiện toàn trở lại, hoạt động rất chặt chẽ và có sự phối hợp nhịp nhàng từ trạm y tế cho đến dưới cơ sở và công an khu vực để mà bám sát đến từ ngõ gõ từ nhà để giám sát và nắm bắt những cái đối tượng mà liên quan tới vùng dịch. Công tác giám sát, dự phòng được thành phố Ninh Bình đặc biệt quan tâm với các giải pháp như bắt buộc đeo khẩu trang, giữ khoảng cách tại nơi công cộng, không tụ tập đông người, hạn chế tổ chức các sự kiện, yêu cầu người dân đến về từ các địa phương có dịch, chủ động khai báo với cơ quan y tế, chính quyền địa phương, đồng thời khai báo qua các ứng dụng nCoV, Bluezone. Trung tâm đã tổ chức như là hai cái đội cơ động phòng chống dịch, sẵn sàng có thể là đi xuống cơ sở để triển khai thực hiện, đi khảo sát, giám sát, phát hiện các cái trường hợp có liên quan đến yếu tố dịch tễ, rồi là đi sắp xếp để lấy mẫu xét nghiệm. Cùng với các biện pháp của cơ quan chức năng thì sự chủ động, tự giác, trung thực khai báo y tế và ý thức phòng dịch của mỗi người dân đóng vai trò quan trọng, góp phần đẩy lùi dịch COVID-19, bảo vệ sức khỏe của mình và cộng đồng. Những chỉ đạo, biện pháp mạnh mẽ của cấp ủy chính quyền thành phố Ninh Bình đã thể hiện sự quan tâm, ưu tiên đặc biệt để bảo vệ sức khỏe nhân dân trước dịch bệnh, đồng thời tạo niềm tin, động lực để các cơ quan chức năng, chuyên môn thực hiện các kế hoạch sẵn sàng ứng phó khi có các tình huống xảy ra.